Em xin chào cả nhà mình nhé. Hiện nay là phiên sáng của ngày 28 tháng 6 năm 2022. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên có một cái phiên xả hàng, còn gì bán đó. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Khi các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những đơn hàng nhà em là không bao ship. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 30k một đơn hàng. Hôm nay em sẽ lên em chia sẻ với các bác một cái mã đai châu. Hôm nay đa châu nhà em gọi là đai châu bán đúng. Giá rẻ cực kỳ là cực kỳ luôn. Chưa bao giờ rẻ như hôm nay. Hôm nay là nhân dịp là cái ngày hôm nay là nhân dịp sinh nhật em. Em nói thật các bác, hôm nay sinh nhật em cho nên là giá cực kỳ yêu luôn. Các bác cứ vào xem đi, xem có phải em nói đúng không. Đấy, hàng đai châu thì cái hàng này là nó sẽ, em thanh lý nó sẽ hơi lỗi lá một chút. Đấy, cho nên là nhưng mà cái giá lỗi lá này cũng gọi là cực kỳ là rẻ luôn. Ta bảo hôm nay sinh nhật mà. Nó hoa nó rất là nhiều màu luôn các bác nhá. Đốm này, đốm nhiều loại đốm này, đốm này sắc pháo, cam lửa, hồng cánh sen, trắng, vàng, xanh cốm. Đấy. Màu gốc này, màu cá vàng này. Vân vân, rất là nhiều loại màu. Em sẽ trên một đơn hàng, ví dụ nó có 5 cây hay 6 cây, em sẽ chọn được 5 6 cây các màu màu khác nhau cho các bác nhá. Cố gắng chọn tương đối khác nhau cho các bác. Em sẽ đánh mã từ mã B29 trở đi nhá. À B39 trở đi. Này các bác ơi, cái mã B39 là một mã đơn cây siêu to nhá. Lá xếp này. Lá xếp nhá. Mã B39 6 cây 300. Đấy các bác thấy em nói có đúng không? Em nói chuẩn cực kỳ luôn. Hàng nhà em bán giá rẻ cực kỳ luôn. Cây thứ nhất này. Em sẽ không nói màu nhá, tại vì nói nó mất thời gian lắm bác ạ, các bác ạ. Video nó dài. Cây thứ hai này. Đẹp không? Ba này. Chậu to nhá các bác nhá. Chậu này chậu siêu to đấy. Bốn này. Em lo căng tay này. Năm này. Rồi. Sáu này. Cái đơn này cây to nặng cực kỳ, bỏ lên cân như gọi là. Các bác nhìn một đống này to tướng gọi là đống nhá. B39. 6 cây 300 nghìn. Tiếp đến là B40. 7 cây 320 nghìn. Đơn này đơn cây lá mít nhá. Một này. Mít chưa các bác? 2 này. 3 này. Cái đơn này nó có sẽ có một cái cây này nó chậu nó long ra rồi nhá. Về đằng nào các bác cũng sẽ cấy ghép cho nên là không sao nhá. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Một đống to tướng 7 cây này. Một đống luôn nhá. Về các bác nhìn thấy cái thùng hàng nó sẽ to tướng. Cái đơn này về, cái hàng này về các bác sẽ cắt cho em bớt cái rễ khô đi. Cắt cho em bớt cái rễ khô đi thì xong là mình mới để như vậy mình treo thì treo. Hoặc là nếu mà mình cấy ghép thì mình sẽ ngâm. Mình muốn bóc tách cái cây này nó ra khỏi cái chậu ấy. Mình sẽ ngâm cho em vào khoảng tầm 2 tiếng. Cái nước vào nước bình thường ấy. Cái lúc nó bở cái rễ ra thì mình sẽ lấy nhẹ. Tháo nhẹ ra nhá, tách nhẹ ra nó sẽ ra thì mình sẽ cấy. Hoặc nếu mà các bác thích để như nguyên như thế này các bác ghép vào chậu cũng được. Đây này, cây này dễ nó ra, các bác nhìn thấy ngon chưa? Cây thứ nhất này, đẹp cực kỳ luôn ấy. Cây thứ nhất, cây thứ hai đẻ con này. Cây thứ ba mít này. Cây thứ tư này cũng đẻ con này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Đấy. Tiếp đến mã B42, một đống to tướng này. 7 cây 300 nghìn nhá. Em đi nhanh đi cho các bác này. Sốt ruột lắm này, lâu lắm này. Một này, hôm nay nó rẻ lắm rồi. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Đó, hôm nay nhân dịp sinh nhật em mới có cái giá như thế này nhá. Hoan hỉ luôn. Mã B43, 7 cây 290 nghìn này. Một này. Hai này, cây mít xếp này. Ba này, cây này nó rời ra khỏi chậu rồi các bác nhá. Nặng lắm các bác ạ, bê nặng cực kỳ luôn. Ba này. Bốn này, cây này đẻ con này. Năm này. Đấy.
6 này, 7 cây này. Đấy, một đống. Tiếp đến một cái mã này nhá, gọi là cực kỳ đẹp luôn. Mã B44, 5 cây 350.000. 5 cây to nhá, nó đang ở trong chậu này. Trong đó có một cây đẻ này, có một chậu đẻ nhá. Đấy, chậu mẹ con nhá. Em xin phép cái chậu này, cái đống này nó to, nó có móc ấy. Về các bác treo lên để em bê lên vậy cho các bác xem này. Ui giỏi đấy, em định không bê nhưng em lại bê luôn này. Mã B44, 5 cây 330.000. Một đống này các bác ơi. 5 cây 330.000, chậu to đấy nhá. Em đo này. Đấy, gò găng tay cho các bác xem. B44, 5 cây, 5 chậu là chậu gồm có 6 cây 330.000. Tiếp đến mã B45, 7 cây 310 này. 1 này, 2 này, 3 này. Ui dồi, cây này mít quá, sờ đẩy cả tay luôn. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. B46 này, 6 cây 320.000 này. 1 này, mít nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cây 320.000. B46 này. Tiếp đến B47 này. B47, 7 cây 330.000. Đây nhá, mít xếp nha các bác nhá. 1 này, 2 này. Mã này mã cây to nhá. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Úi dồi ôi, cây này nặng dã man luôn đấy. Úi dồi ôi, mít mít cây này đẹp lắm. 6 cây này, cây này đẹp cực kỳ nhầm. Em nói đùa, hôm nay đã bảo hoan hỉ này. 7 này, mã này kỳ đẹp. 7 cây nhá. Tiếp đến mã B48, 5 cây 300 này. 1 này, mã cây to nhá. 2 này, 3 này, cây này phải bán 200 rồi, giờ em bán 5 cây 300 này. 4 này, 5 cây này, mít nhá, mít đẹp lắm. 5 cây 300.000, mít to đấy. Mã B48 này. Tiếp tục đến một cái đống này. Đống này gọi là đống B49, 10 cây 300 này. Này các bác ơi, 1 này, 2 này, 3 này, cái chậu nó rong nong rồi nhá. 4 này, không cần biết như thế nào, cứ thấy rẻ là mua rồi. Quá rẻ rồi. Tốn thì mất công em đóng ấy. Đấy, 10 cây 300, mã B49. Đấy, sau đây em sẽ tiếp tục lên một số cái mặt hàng đang có tại vườn nhà em. Em có một cái số cái chậu phi điệp, em sẽ chia mã để cho các bác tiện lựa chọn. Hàng này em sẽ đánh là mã C nha các bác nhá. Hàng này là hàng phi điệp xanh sạch. Mọi người có thể mua về để sổ hoa nhá. Coi như là mình quay sổ số. Ngoài ra là cũng có số một số cái nó đã ra hoa rồi. Nó là hàng này, hàng nó rất là nhiều vùng miền. Đấy, rất là nhiều vùng miền luôn. Siêu đẹp luôn đấy các bác ạ, mà giá cực kỳ rẻ. Các bác ở mua những cái chậu combo giá là còn rẻ hơn nữa cơ. Đấy, đầu tiên em sẽ đánh tiêm mã C7. C7 gồm một chậu là 200.000. Đây, em cho các bác xem này. Ở đây quay nắng nó hơi bị lóa tí nha các bác nhá. Đấy, mã C7 này 200.000 này. Tiếp đến là mã C8. C8 là cũng 200.000 nha các bác nhá. Quả này là quả đắc lây này. Đẹp chưa? Thân tím nhá. Thân tím này. Đấy, đang ra rất là nhiều kỳ luôn. Cái mã này tiếp đến em đánh mã C9. C9 gồm có 2 chậu là giá 340.000. Siêu đẹp luôn. Chậu thứ nhất đây các bác nhá. Đấy, chậu thứ nhất này. Trên một chậu nó sẽ có thân ngắn, thân già nha các bác nhá. Và bây giờ mầm nó đang phát triển. Toàn hàng lá mít hết. Chậu thứ nhất này, chậu thứ hai này, chậu C92 này. C92 này. Đấy, các bác nhìn này. Kỳ này, một búi kỳ luôn. C92 này. C9 này, chậu thứ hai này. C9 là 2 chậu là 340.000 một đống luôn đây này. Tiếp đến là cái mã C10. C10 cũng là 2 chậu. Mã này em đánh là bán là 320.000 2 chậu nhá. Chậu thứ nhất đây. C10 đây.
C10 chậu thứ nhất này. C10 chậu thứ hai này. Đấy. Tiếp đến là em cũng lại bán một cái mã này C11 cũng hai chậu. C11 hai chậu giá 310.000. Trời ơi, gọi là lá mít siêu đẹp luôn các bác nhá. Lá mít siêu đẹp luôn. Đấy. Chậu thứ hai đây. Tiếp đến là cái mã C12. C12 hai chậu 340.000. Chậu thứ nhất đây các bác ơi. Trời ơi, đang lên mơn mởn luôn đây này. Chậu thứ nhất này. Và mọi người ơi, những cái hàng này là hàng thuần hết rồi nhá. Ở bên dưới chậu là người ta rắc phân dê và có một cái túi phân tan chậm rồi. Về các bác là chỉ gọi là tưới nước bình thường thôi. 5 đến 10 ngày các bác tưới cho em B1 một lần. 6 tháng thay cho em cái, rắc cho em cái phân dê này, thay cho em cái túi phân tan chậm là được nhá. Chậu thứ nhất này của mã C12 này. C12 hai chậu 340.000 chậu thứ nhất này. Tiếp đến là chậu thứ hai này. Chậu thứ hai đang có một bông hoa đang dính lên đây nhá các bác nhá. Đấy. Một bông hoa đang dính đây. Siêu đẹp luôn. Combo bao giờ em cũng lên giá rẻ hơn, cũng tại vì cùng một công mà. Chậu C13 230.000. Chậu này gọi là siêu 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 nhiều ngọn luôn này. C13 nhá. 230.000. Thân mía nhá. Thân mía luôn. Tiếp đến là chậu C14, C14 hai chậu. Mã C14 hai chậu là giá 330.000. Rồi. Này hai chậu đều đang có một bông hoa nhá. Chậu thứ nhất này. Siêu đẹp luôn nhá. Giá quá rẻ luôn, chưa bao giờ gì điệp rẻ như năm nay. Chậu thứ hai này, chậu thứ hai cũng đang có bông hoa này, nó cũng chưa nở hết đâu nhá. Đấy. Đây có nghĩa là đây. Em sẽ quay luôn thế này. Đấy. 330.000 này chậu C12 này. Tiếp theo đây em sẽ lên một số cái mặt hàng thanh lý đang có tại vườn nhà em nữa. Em giới thiệu tiếp với các bác đến mặt hàng nữa, đó là phi điệp 5 cánh trắng nha các bác nhá. Chuẩn 5 cánh trắng luôn. Hàng này hàng ươm ki nha các bác nhá. Hàng ươm ki này, các bác nhìn thấy ki đây nhá. Đã cắt thân già ra để cấy tiếp rồi nhá. Đấy. Cắt thân già ra để làm móng, làm giống rồi. Em cho các bác xem mặt hoa này. Chuẩn 5 cánh trắng nhá. Phi điệp 5 cánh trắng. Thân béo ngậy cực kỳ luôn. Thơm, cái dòng này thì cực kỳ là thơm luôn. Các bác nhìn này. Thân của nó bây giờ nó đã có cái, những cái thân nó đã dài được 80 rồi. Trung bình nó sẽ cao từ 50 đến 80 một chậu. Và vẫn còn đang phát triển nhá. Béo ngậy luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ đến các bác giá là 200.000 một chậu hai thân. Nhưng khi các bác mua hai chậu thì em sẽ bán combo là 350.000 hai chậu, gồm một chậu 3 thân béo ngậy như thế này và một chậu 2 thân. Đấy. Có thể là các bác lấy cái chậu 3 thân thì nó thân nó cũng sẽ hơi nhỏ hơn. Đây các bác nhìn này. Nó dài về các bác sẽ lấy cái que các bác hướng nó lên thì nó sẽ dài, nó không bị cong nhá. Nhưng ở nhà em nó quá nhiều luôn. Cho nên là em không kiểm soát hết được thì nó sẽ hơi cong, về các bác lắn thẳng lên nhá. Lá mít nhá các bác nhá. 350.000 hai em. Em chỉ còn ít thôi, mấy combo thôi chứ không còn nhiều. Ba thân này. Có chậu là 4 thân nhá các bác nhá. Có chậu là 4 thân. Đấy, đậu đầu nó đổ nó ấy, vì tội nó to nó nặng lắm các bác ạ. Và đây là cái lô đai châu mít, lá mít xếp nha các bác nhá. Đẹp lắm, đẹp long lanh luôn. Hàng lá mít xếp này các bác này. Em nó lô này nó về nó chủ yếu nó là cái màu gốc này, màu cá vàng này, màu vàng này, đỏ đốm này, sắc pháo thì ít nhá. Xanh cốm, vàng, trắng mũi hồng, hồng Đà Lạt. Hồng Đà Lạt và màu cam lửa, trắng mũi vàng này. Đấy. Nó chủ yếu là những cái màu đấy, còn cái đỏ đốm sắc pháo có nhưng ít thôi các bác nhá. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp này. Lá mít xếp này, em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn.
Các bác mua một chậu thì là giá là 320.000, nhưng khi các bác mua hai chậu trở lên giá chỉ còn là 300.000 thôi nhá. Và giá trên này em không bao gồm phí ship. Đấy, đẹp lắm cơ các bác ơi. Đá mít xếp chưa lô nào em nhập đẹp như lô này. Hai chậu thì là 300.000 một chậu, và các bác mua một chậu thì là giá nó là 320.000. Mênh mông luôn cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, hàng vừa mới cập bến thôi. Đẹp lắm, lá mít xếp. Đai châu mít hồng cánh sen nhà em cập bến nha các bác nhá. Chuẩn hoa hồng cánh sen luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đấy. Hàng này hàng lá mít nhá, chuẩn màu hồng cánh sen. Và em bảo hành các bác năm nay là sẽ có hoa nhá. Hàng này hàng năm thứ 6, thứ 7 rồi. Hàng này hàng lá mít xếp nhá các bác nhá. Lá mít xếp này. Đẹp lắm. Cuống hoa cũ đây các bác ơi. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 320.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua hai chậu giá chỉ còn là 300.000 một chậu. Và giá trên là cũng chưa bao gồm phí ship. Hàng này nói trung bình nó sẽ có từ 6 cặp lá trở lên nha các bác nhá. Đây này có con nó đẻ con, có cây nó đẻ con, đây này đẻ hẳn hai con đây này các bác nhìn thấy chưa. Đấy. Giá cực yêu luôn. 600.000 hai cây. Các bác mua một cây thì là giá là 320.000 nha các bác nhá. Hàng này hàng mít xếp. Em có một ít kiếm, kiếm hàng gieo hạt. Hôm nay em sẽ thanh lý lên cho các bác. Nó có rất là nhiều mặt hoa như là xanh Thái, xanh Huế, vàng Tây Ninh, vàng 4 số 9, đồ long đao, đại long đao, vàng đất thép, vàng củ chi, coco sơ mi, kiếm số 1, kiếm số 3 và tím Thái Nguyên. Nói chung là rất là nhiều mặt hoa. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác, trước là nó là em bán là 150.000 một chậu, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý lên cho các bác cái lá nó hơi bị nỗi nỗ một xíu xíu nhá. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác 250.000 6 khóm và giá trên không bao gồm phí ship. Đây, em cho các bác xem mặt hoa thực tế là tại nhà em đây. Nó như cái chậu này đây, hàng gieo hạt này. Nó là cái phan trí này, nó mới bị tàn hết hoa rồi nhá. Đấy, cũng là của nó đây này. Còn đây là xanh Huế nhá. Xanh Huế hàng gieo hạt này. Hoa này nó cũng gần tàn rồi. Xanh Huế hàng gieo hạt này. Còn đây là mặt này là mặt xanh Thái nhá. Hàng này nó cũng gần tàn này các bác nhá. Xanh Thái này. Còn đây là sơ mi mắt đỏ này. Còn đây là toàn lát ánh vàng này. Đấy. Nhà em rất là nhiều. Đây. Còn một mặt hàng nữa đây nữa này. Đây nó là cái kiếm đá biên nhá. Mặt kiếm đá biên. Nói về cái hàng gieo hạt thì em cũng nói luôn là nó có thể nó ra mặt hoa là giống bố mẹ, có thể là chỉ 80-90% bố mẹ và có thể là đẹp hơn bố mẹ. Tại vì khi người ta nhân giống, người ta sẽ lấy cái mặt hoa bố mẹ thật đẹp để nhân ra thằng con nó tuyệt vời luôn. Đây, hàng này về thì các bác cực kỳ dễ chăm sóc. Các bác có thể là mình cắt hết sạch cái rễ này đi, xong rồi mình lấy cái que mình chọc chọc vào cái bầu này này để cho nó tức rễ để nó sẽ nảy ra rễ mới và nó hoặc là nó sẽ ra hoa nhá. Đây các bác trồng như người mẫu của nhà em đây này. Đấy, cũng là hàng gieo hạt nhà em, một loạt hàng gieo hạt đang ra hoa nhá. Mùa này này, nụ hoa rung rinh luôn khắp nhà luôn. 250.000. 6 chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đây các bác ơi, mùa này này. Mầm rễ này, mầm hoa nó đang lên nhá. Đấy. Em còn một ít cái hàng thiên nga nhá. Thiên nga hàng này hàng đó đã ra hoa năm trước rồi. Chuẩn mặt hoa nhá. Hôm nay em sẽ có cái mặt hoa này đỏ này. Vàng này. Cam và một mặt hoa nó là hoa màu đen, hoa màu đen. Hoa màu đen và hoa màu xanh cốm nhá. Nó có 5 màu. Em mặt hoa em sẽ dính ở trên góc trái màn hình cho các bác xem. Đây này.
Nay em sẽ thanh lý nhá, những cái củ này cũ này năm ngoái này đã ra hoa rồi. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác một combo siêu rẻ. Có một cái như thế này lá nó bị cào cào đá. Thì cái hàng này thì mình cũng không phải chơi lá đâu. Sau này nó sẽ rụng lá đi. Thì cái củ này nó sẽ ra hoa này. Đây các bác ơi, trồng 53 rồi nhá. Củ đây. Đấy. Có mặt hoa chuẩn, mặt hoa cho các bác nhá. Hôm nay em sẽ bán thanh lý cho các bác combo 250.000, có đôi 4 6 7 cốc nhá. 250.000 7 cốc thiên nga các màu, xanh cốm này, đỏ, đen, cam, vàng. Đấy. Siêu rẻ luôn các bác nhá. Hàng này hàng em thanh lý cho nên là em không bao ship. Các bác về các bác có thể là đẩy cái cốc này ra. Các bác trồng sang thế giá thể mới nhá. Mình đẩy cái cốc này ra. Đây này, các bác nhìn thấy bộ rễ đáng yêu không? Đấy. Đẩy cái cốc này ra mình trồng sang giá thể mới, sang cái chậu mới nhá, để cho củ nó to nó phát triển nhá. Siêu rẻ luôn. Và đây em còn một ít cái hàng hoàng hậu xanh nhá các bác nhá. Hoàng hậu xanh. Đấy, mầm non đang lên chi chít bộ rễ đáng yêu không các bác? Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa hồng hoàng hậu xanh cực kỳ đẹp luôn nhá. Một cái bông cần bông này nó ra nó có thể thể ra là hàng trăm cái bông hoa nhỏ nhá. Đấy. Hàng này trước em bán là 200.000 một chậu. Một cốc như thế này. Đây. Nhưng hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác combo 250.000. Bốn em như thế này. Đấy. Giá rẻ giật mình luôn các bác nhìn này. 250.000 bốn em nhá. Đấy, về các bác có thể mình đẩy cái cốc nhựa giờ này ra này, mình chẳng trồng sang giá thể mới nhá, để cho mầm non nó đang tiếp tục nó lên đây này. 250.000 bốn em nhá. Và giá trên này em không bao ship cho các bác nhá. Đấy, em còn có độ khoảng mấy combo nữa thôi là hết. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng cây lá mít gọi là đỏ sam. Đỏ sam hay tên nó gọi là đóa huyền lan đấy nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa đây, rất là độc dị nhá. Đấy các bác nhìn này, cánh nhá. Cánh xong là họng nó đỏ, họng nó cánh đỏ này. Họng nó lưỡi nó tím nhá. Lưỡi nó tím nó lại như thế nào nhỉ? Nó đua ra đây này. Đấy. Nó chìa ra đấy. Rất đẹp, siêu đẹp luôn ấy. Hàng này khi nó ra hoa nó sẽ ra ở những cái ngách lá này nhá các bác nhá. Nó sẽ ra ở những ngách lá này. Đem cho các bác xem này. Lá mít nhá. Lá mít siêu đẹp luôn. Đấy. Cây cao cây thấp là có hết nha các bác nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là em bán combo. Combo em sẽ bán là 290.000. Nó sẽ có combo một chậu 2 cây và một chậu 1 cây. Ví dụ như thế này, đây em đặt xuống dưới đất cho các bác xem. Đấy, 290.000. Đấy, cây nó có thể nó có cây dài, cây ngắn. Đấy, các bác nhìn này. Đây là mọc, đây là nó mọc thẳng lên. Nhưng mà nhà mình không có kia, không nó nhiều quá. Ở bên đấy, bên Thái họ trồng ấy, nó nhiều quá, họ không nắn được từng cây một. Như nhà mình trồng là mình sẽ có cái cây gậy mình que mình dựng lên thì nó cây nó sẽ thẳng. Lá mít này, 290.000 combo, 2 chậu gồm có 3 cây từ trở lên nhá. Em có thể các bác nào mua nhiều em này. Đây. Ví dụ như cái chậu này nó hẳn những 3 cây nhá các bác nhá. Hẳn những 3 cây đi này. Đấy, 2 cây đều nhau này. Lá mít nhá. Lá mít. Đây, thậm chí có chậu nó 3 4 cây rồi nhá các bác nhá. Đấy. Đây này, 3 4 cây đi này.